Truyền thông phòng khám Cha Từ yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ hai, ngày 26 tháng 8 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Từ yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, chúng tôi xin trân trọng thông báo về những hoạt động hỗ trợ đáng quý mà phòng khám Cha Từ yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí nhận được từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Cứ mỗi sáng thứ hai đầu tuần sẽ trở thành một ngày đặc biệt với những chương trình hỗ trợ ý nghĩa nhờ sự đóng góp từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Một, tài trợ sức ăn sáng chay. Chúng tôi rất vinh dự thông báo rằng mỗi sáng thứ hai hàng tuần, một nhà hảo tâm ngoài nước tài trợ sức ăn sáng chay cho tất cả các thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám Cha Từ yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Sự hỗ trợ này không chỉ cung cấp bữa ăn dinh dưỡng cho đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên y tế mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp họ duy trì sức khỏe và tinh thần làm việc hiệu quả. Hai, hỗ trợ bánh mì cho người nuôi bệnh nhân ung thư. Trong khuôn khổ các hoạt động hỗ trợ của chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Với việc cung cấp bánh mì cho những người đang chăm sóc bệnh nhân ung thư, hành động này không chỉ hỗ trợ về mặt thực phẩm mà còn góp phần động viên tinh thần cho những người đang phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn. 3. Chương trình cắt tóc cho bệnh nhân ung thư. Đặc biệt, chúng tôi cũng rất vui mừng thông báo rằng mỗi sáng thứ hai, một nhà hảo tâm ngoài nước tại Hàn Quốc sẽ tài trợ chương trình cắt tóc miễn phí cho các bệnh nhân ung thư. Chương trình này không chỉ giúp các bệnh nhân cảm thấy tự tin hơn mà còn góp phần nâng cao tinh thần cho họ trong quá trình hỗ trợ điều trị ung thư tại đây. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã đồng hành và hỗ trợ chúng tôi trong việc mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Sự hỗ trợ quý báu của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước là nguồn động viên lớn lao giúp chúng tôi không ngừng cố gắng và phát triển hơn nữa trong sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Kính chúc các nhà hảo tâm trong và ngoài nước sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong mọi hoạt động. Xin trân trọng. Thầy Thanh xin được kính chào toàn thể quý bệnh nhân và người nuôi sáng thứ bảy ngày hôm nay nha. Thì như thường lệ, thầy Thanh sẽ có một buổi chia sẻ với quý bệnh nhân và người nuôi một ngày trong tuần. Thì được chọn là ngày thứ bảy cuối tuần để thầy Thanh sẽ chia sẻ về phương pháp của cha cũng như là sinh hoạt một chút với quý bệnh nhân. Mỗi tuần thứ bảy thì mình vẫn khám bệnh bình thường, các bệnh nhân cứ tới phiên mình, cứ vào phòng các thầy khám bệnh, rồi sau đó khám xong mình sẽ ra ngoài đây mình ngồi nghe thầy Thanh chia sẻ một chút, rồi mình mới nhận gạo, thuốc và thảo dược và nước để mình sử dụng trong ngày hôm nay và ngày mai. Thì thứ bảy thì chỉ làm việc buổi sáng thôi, buổi chiều không có làm việc. Trong một tuần như vậy á, thì mặc dù rất là bận rộn với nhiều với công việc nhưng mà vẫn dành thời gian để mà hướng dẫn cho quý bệnh nhân về cái phương pháp của cha. Bởi vì các thầy ở đây mong muốn làm sao mà khi bệnh nhân tới đây được hỗ trợ điều trị, mà bên cạnh đó khi về nhà mình nắm được cái phương pháp của cha, trong những ngày tháng mình ở nhà đó mình tự mình ăn uống theo cái cách và phương pháp mà cha đã hướng dẫn, thì các thầy sẽ cố gắng truyền đạt hết những gì các thầy có thể học được từ cha. Trên tinh thần yêu thương và cho không, cha đã dạy dỗ cho các thầy như thế nào thì các thầy cũng mong muốn chia sẻ lại điều đó cho tất cả quý bệnh nhân và người nuôi. Đó là chương trình ngày thứ bảy là như vậy. Cho nên là trong thời gian mà thầy Thanh chia sẻ đó thì các bệnh nhân sẽ không thể nhận gạo nước thuốc trong thời gian này được, để tránh cái mất trật tự đó, để thầy có thể chuyên tâm để mà hướng dẫn nó tốt. Cho nên là ví dụ như quý bệnh nhân nào có mệt, cảm thấy cần được nghỉ ngơi thì có thể vào các cái giường bệnh đó, mình nằm lại đó, rồi ai khỏe thì có thể ngồi đây để nghe. Thì trước khi đi vào cái chủ đề của ngày hôm nay thì thầy Thanh muốn chia sẻ về cái chương trình của phòng khám mà mới vận động trong thời gian vừa qua.
thì có ba cái chương trình, đó là chương trình làm đường nhựa. Thì tháng vừa rồi đó, cái lễ ra diễn tháng vừa rồi ngày 27 thì có các thầy có lên chương trình là làm đường nhựa. Chương trình in sách thì có đây 2 tháng rồi, và chương trình khám chữa bệnh mỗi ngày, đó là ba cái chương trình song hành cùng một lúc. Bên cạnh việc khám chữa bệnh trên chuyên môn, các thầy cũng phải suy nghĩ thêm về cái chương trình, ví dụ như làm đường, in sách để phục vụ cho quý bệnh nhân mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Thì hôm nay thầy muốn báo cáo từng hạng mục một buổi sinh hoạt hôm nay trước khi đi vào chủ đề của cái phần hướng dẫn. Thì về cái chương trình làm đường nhựa đó, thì ở tuần rồi đó, thầy Thanh có công bố cái hạng mục làm đường nhựa là 800m với mức kinh phí kêu gọi vận động là 300 triệu. 800m nha. 800m này là bao gồm là từ cái ngoài cái lộ mà ngoài quán Coco Chi đó, đi vào phòng khám và bọc qua tới cầu, rồi sau đó đi vòng lên trên lộ cây dầu, là tổng cộng là 800m, là bao gồm hai đầu đường của phòng khám. Đó là diện tích, những cái chiều dài của nó là 800m, và tổng chi phí là 300 triệu. Thì cái 300 triệu này mục đích là để làm đường nhựa nha. Đường nhựa 3 mét ngang và đổ hai lớp nhựa. Thì với cái chi phí này đổ hai lớp nhựa thì là nhựa mỏng thôi, chứ nó không thể dày được giống như ở ngoài quốc lộ được, tại vì cái con đường ở nông thôn ở trong đây là đường hẻm, nó không có chất lượng giống như đường ngoài lộ. Chủ yếu là chỉ làm sao cho nó đủ để mình đi, nó không có bị ổ gà hoặc là nó khó khăn thôi, nó chỉ trơn láng hơn một chút thôi. Bên cạnh đó thì khi mà các thầy lên chương trình làm đường nhựa đó thì phải báo qua chính quyền địa phương, phải xin chính quyền địa phương coi mình có được làm hay không. Thì chính quyền địa phương đã đồng ý cho làm, cho mình làm, thì cũng có trao đổi với chính quyền, thì họ nói là khi mà mình vận động kinh phí mình làm thì chính quyền sẽ giải phóng mặt bằng, có nghĩa là tạo mọi điều kiện cho phòng khám để làm cái con đường này. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay như một lời tri ân chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện cho phòng khám. Đây là tin vui thầy muốn chia sẻ trước khi thầy ra vô chủ đề mới. Và hôm nay thầy muốn công bố cái số tiền mà mình đã vận động được. Sau khi trao đổi với bên nhà thầu xây dựng đó, thì trao đổi với đơn vị thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và dịch vụ Tuấn Tú Cầu Ngang, địa chỉ ấp Mỹ Cẩm B, xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Và đây là hồ sơ dự toán của cái con đường. Thì sau khi trao đổi với các mạnh thường quân và bên chủ thầu xây dựng đó, thì cái 800m này nè được sẽ rút ngắn xuống là còn 400m thôi, với 300 triệu để làm một cái con đường chất lượng hơn. Và con đường này để cho xe tải có thể vào được mà nó sẽ chất lượng hơn, thay vì mình rải lớp nhựa mỏng cho 800m, thì bây giờ mình sẽ chia tuyến đường này làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là làm từ ngoài lộ vào tới phòng khám, qua tới cái cầu á, cầu ở trong này là 350m, và bọc qua thêm 50m là tổng cộng 400m. Và độ dày nó đủ để cho xe lớn, xe tải lớn là 4 tấn hoặc 5 tấn có thể vào được, nó không bị bể. Tại vì các chú có nói đó là mình làm cái đường đó, tại vì một lần làm lần khó, nếu mà mình làm mỏng quá có khi mình phải vận động kinh phí để mình làm lại, cho nên là thôi nó không hợp lý. Mình chia cái con đường này ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là từ đầu đường dưới tới đây, và giai đoạn 2 là từ đây cho tới ngoài kia, ngoài lộ cây dầu. Thì thầy làm trước cái đoạn này là 400m với tổng kinh phí là 300 triệu. Thì có hồ sơ dự toán và cái hợp đồng xây dựng.
thì báo cáo luôn với tất cả quý bệnh nhân và người nuôi, thì hiện tại phòng khám cái kinh phí xin nha, phòng khám xin được 200 triệu là bao gồm cả cái tiền mặt hiện tại đang có và cái tiền của thầy Xuân Dũng á. Thầy Xuân Dũng hứa là ngày 27 này xuống nè sẽ ủng hộ cho phòng khám thông qua một mạnh thường quân là 400 đô đó, bao gồm nha, bao gồm 400 đô là đổi ra được 10 triệu là phòng khám đã chuẩn bị được 190 và 400 đô của anh Xuân Dũng là được 200, thì 100 còn lại là do bác Thuận và bác Công lãnh cái phần đó. Bác Thuận là chủ nhà trọ ở ngoài lộ nè, là bác đó là người địa phương ở đây, cũng là mạnh thường quân đã từng giúp phòng khám xây dựng trong những ngày đầu tiên phòng khám còn đơn sơ đó, thì bác và bác Công là lãnh là 100 triệu. Như vậy thì 300 triệu này mình đã đủ rồi đó. Chúng ta dành một tràng pháo tay mừng cho tuyến đường này. Coi như là về chính quyền địa phương đã đồng ý cho mình làm, về kinh phí là mình cũng đã đủ. Cho nên thì cho chính thức ngày hôm nay các thầy dừng, không xin kinh phí làm đường nữa, dừng nha. Thầy thông báo đây, lát nữa Thành Võ sẽ đăng lên là dừng. Dừng kêu gọi kinh phí làm đường. Cho nên là quý mạnh thường quân xin được cảm ơn quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm cũng như là quý ân nhân đã tin tưởng và đồng hành cùng với phòng khám, giúp đỡ cho phòng khám. Về danh sách quý mạnh thường quân, quý ân nhân, các thầy sẽ công bố vào ngày ra viện, ngày ra viện của các bệnh nhân đó là ngày 27 tháng 8 này. Thầy sẽ đọc danh sách những ai đã đồng hành ủng hộ cho con đường, thầy sẽ cảm ơn vào ngày đó. Và cũng khi mà làm đường thì thầy sẽ làm một cái tấm bảng dán ở ngay chỗ cái vách tường của phòng khám đó, để như một lời tri ân quý mạnh thường quân đã ủng hộ cho con đường này, thầy dán lên đó. Vậy thì hôm nay, kể từ hôm nay là các thầy sẽ dừng nha, không kêu gọi kinh phí làm đường nữa, coi như là nhẹ nhàng rồi đó. Bữa giờ kêu gọi nhưng mà cũng rầu, vừa lo về chuyên môn khám chữa bệnh mà còn phải lo như này thì nó rất là áp lực. Áp lực thứ nhất là không biết mình xin có được hay không, rồi xin được như vậy rồi mình làm như thế nào. Nên cho nên là kinh phí là đã có, và cái ngày mà chính thức khởi công cái con đường này nè là thứ tư tuần sau. Có nghĩa là mình các thầy sẽ tổ chức cái buổi lễ ra phòng khám cho các bệnh nhân là ngày thứ ba, ngày 27 tháng 8. Thì ngày hôm sau, sáng 7 giờ sáng ngày hôm sau là con đường này sẽ được khởi công. Cho nên nói là làm liền. Không, nói chung là chưa, cha cũng vậy đó. Cha khi mà cha làm việc gì đó, cha nói là cha làm rất nhanh. Thì có lẽ là cha cũng phù hộ cho cái công trình này nó nhanh chóng. Tại vì nó rất là thiết thực đối với những bệnh nhân. Tại vì mùa mưa đường xá nó cũng hơi khó đi, mình khỏe những bệnh nhân đi tới đi lui được á, hoặc là chạy xe được thì nó dễ. Nhưng còn những bệnh nhân yếu hơn thì việc mà đi vô phòng khám hay đi bằng xe lăn, tại vì phòng khám thì không có nhà trọ, không có chỗ ở cho bệnh nhân phải mướn nhà trọ ở bên ngoài, thì cũng cách cũng vài căn thì đẩy qua, mà cái đường đá thì nó cũng hơi khó đi. Cho nên là bác Thuận cũng với một số mạnh thường quân đã hợp tác với nhau cùng với phòng khám để kêu gọi cái kinh phí này để làm đường cho nó dễ đi, và bên cạnh đó nó không có bụi. Tại vì khi mà bệnh nhân mà đi vào con đường này bụi nhiều thì nó cũng không tốt cho sức khỏe. Cho nên là khi mà đường nhựa lên thì nó cũng sẽ sạch sẽ hơn, bệnh nhân dễ dàng đi tới phòng khám, đặc biệt là trong mùa mưa này. Cho nên các thầy rất mừng và phải tiến hành làm càng sớm càng tốt. Đó là chương trình của làm đường nhựa nha. Do đó là khi mà cái ngày đó là tiến hành làm đường đó, thì quý bệnh nhân và người nuôi mình chịu khó mình đi đường vòng nha. Phòng khám này vô bằng hai con đường, một là từ ngoài quán Cô Chi đi vô, hai là lộ Cây Dầu đi vô.
thì mình sẽ chịu khó trong những ngày đó đó là mình chạy đường vòng phía sau lên. Thì chắc không biết là dự kiến là bao nhiêu ngày xong, bao lâu xong thì thầy không biết, nhưng mà để thầy hỏi lại cái thời gian thì mình chịu khó chạy vòng. Và những bệnh nhân mới cũng vậy, khi mà tới phòng khám thì sẽ hỏi người dân địa phương cái cách nào để vào phòng khám, tại vì khi đó là xe lu lèn nó sẽ vô tới đây, nó sẽ thi công cái con đường đó. Là về phần chương trình làm đường nhựa, chứ không phải là các thầy hôm nay hôm bữa thông báo là 800 m, bữa nay làm có 400 m. Các bệnh nhân nói hoặc là những người quý ân nhân, quý mạnh thường vương nói là các thầy rút cuộc công trình đâu nha, mà tại vì 800 m mà với 300 triệu thì chỉ làm cho nó láng chút xíu thôi, nhưng mà nó rất mỏng, như vậy thì xe tải lớn vô họ sẽ khó, thì nó có thể nó sẽ bể, mà mình sửa chữa sửa tới sửa lui thì như vậy thì nó làm rất là tốn công, làm đi làm lại thì sẽ làm cái đoạn đường nó ngắn hơn 400 m thôi, mà mình làm được chất lượng. Thì các thầy dự kiến là sẽ không để cái cây rào trắng sẽ cắn cắn tải, bởi vì đây là cái chương trình yêu thương và cho không, lỡ mà xe tải 1-2 chiếc lớn hơn khoảng 3-4 tấn á, vô đây mà lỡ có hư đường thì mình sẽ sửa lại sao. Thật sự nó cũng không có nhiều chiếc đâu, cho nên là thầy sẽ không để cái cây trắng tải tại đầu lộ, mà là để cho tự do xe nào có thể vô đây. Thì vô đây thì cũng chủ yếu là những xe, ví dụ như xe chở gạo nè, hoặc là xe chở những cái rau củ quả hàng bông. Có khi nhiều người ủng hộ cho quý bệnh nhân rau củ quả thì có những xe lớn thôi, hoặc là xe dựng thôi, chứ còn xe tải lớn thì ít cứ vô đây, chủ yếu là xe 7 chỗ hoặc là xe cấp cứu thì có thể vô đây thường. Rồi xe Honda thì chạy vô tư rồi. Đó là chương trình làm đường nhựa nha. Bây giờ nói về cái chương trình in sách. Chương trình in sách là dự kiến của các thầy là in là 1.000 quyển. Mà giá mỗi quyển là 250.000 đồng. Có nhiều mức giá khác nhau, ví dụ như mình in 500 cuốn hoặc là 300 cuốn thì mức giá cao hơn, tại vì mình càng in nhiều thì nó sẽ càng rẻ. Cho nên thì các thầy lần này các thầy sẽ in lại là 1.000 quyển sách. Quyển sách công nghệ này nè, đây là quyển sách do công ty cổ phần IQ Việt Nam, chủ biên là Nguyễn Cao Thâm, biên soạn là thầy Võ Duy Tiến và Nguyễn Trang Nhung. Chị Nguyễn Trang Nhung là con nuôi của cha xem chị Nguyễn Trang Nhung như người con nuôi. Thì sắp tới chị cũng sẽ vào đây để cho mọi người biết mặt. Cuốn sách này là do cha cho phép các thầy ghi chép lại những việc cha đã làm và cái phương pháp của cha như thế nào mà các thầy đã ghi chép vào trong quyển sách này, và đã cho xuất bản năm 2020, có nghĩa là cách nay 4 năm rồi. Cũng in 1.000 cuốn luôn, do nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản. Thì cho tới thời điểm hiện tại thì 1.000 cuốn đó đã gần hết rồi, nó chỉ còn vài quyển thôi. Thì các thầy đang lên chương trình in lại quyển sách này, mục đích là để mang cái quyển sách này trao tặng tới những ai cần đến đó, ví dụ như bệnh nhân ung thư, hoặc là những mạnh thường quân quý ân nhân, hoặc là những người đã theo dõi kênh phòng khám cha tường từ trước giờ đó, thì các thầy sẽ tặng quyển sách này. Muốn lan tỏa cái phương pháp của cha nhiều người biết đến, và trong đây nó có nhiều thông tin hữu ích lắm, nên thành thử ra là các thầy muốn in lại và mang đến cho tất cả mọi người cái giá trị tinh thần rất là to lớn. Cho nên cái hình logo đây nè, cái hình quyển sách đó, được in trên đây là hình của quyển sách này, mà là các thầy là người viết ra. Và khi mà viết ra như vậy thì được sự đồng ý của cha. Cách đây 4 năm khi cha còn sống, cha đề nghị các thầy học hỏi được như thế nào thì ghi chép lại những gì cha dạy. Và trong quá trình mà hỗ trợ điều trị cho những bệnh nhân trước đó, và cũng như là những lời của các chuyên gia
các vị trong lĩnh vực y khoa đã có nhận xét về phương pháp của cha, các thầy biên soạn lại và ghi trong đây, cho nên là hy vọng là sẽ tới tay được nhiều người hơn. Đó là cái chương trình in sách là như vậy. 1.000 quyển sách giá 250.000 một cuốn thì tổng kinh phí là 250 triệu. Rồi cái này thì thầy đã kêu gọi 2 tháng rồi. Thì trong thời gian qua thì các thầy đã có được 180 triệu tiền mặt. Và sắp tới ngày 27 này nè, anh Xuân Dũng, thầy Xuân Dũng chứ, đã có thông báo là có một mạnh thường quân ủng hộ cho 400 đô là được 10 triệu. 10 triệu. Có nghĩa là tới ngày 27 thì anh Xuân Dũng sẽ mang xuống cho phòng khám là 800 đô của một mạnh thường quân, ủng hộ là 400 đô dành cho chương trình làm đường nhựa và 400 đô cho một in sách thì là 190 triệu. Đã có. Còn một cô nữa xin được giấu tên, cô ủng hộ cho, có hứa ủng hộ cho 60 triệu là đủ 60 triệu là đủ 250 triệu, nhưng mà cô chưa đưa. Mà trong thời gian vừa qua thì khi mà thầy nói chuyện với cô cũng như chồng thì cũng có hai vợ chồng cũng có hơi mâu thuẫn trong cái chuyện tiền bạc, cho nên là thầy từ chối cô nhận cái số tiền này. Thì trước khi mà từ chối cô đó thì cũng một số mạnh thường quân cũng có xin đăng ký in sách, nhưng mà thầy nói là đã đủ rồi. Giống như cô Quyên Minh Úc có hứa với các thầy là ủng hộ đường đi cũng như ủng hộ in sách, nhưng mà in sách các thầy đã có, cô này đã hứa cho 60 triệu nên các thầy không nhận. Nhưng mà do là gia đình cô có một chút trục trặc nên thành thử ra các thầy xin từ chối nhận số tiền này. Cũng hứa là nếu như sau này có những chương trình gì mới thì sẽ nhận, hoặc là cũng mong cô sẽ tiếp tục theo dõi. Và khi mà cái quyển sách này in ra thì thầy cũng sẽ tặng cô, gia đình cô một quyển, bởi vì cô có cái lòng, các thầy nhận cái tấm lòng của cô. Do đó thì cái chuyện in sách á, hiện tại các thầy còn kêu gọi thêm 60 triệu nữa là đủ. Và khi đủ 60 triệu nữa thì cái chương trình này cũng sẽ dừng lại. Trong thời gian sắp tới thì về bên phía nhà xuất bản thì do là nếu mà mình có đủ kinh phí này đi chăng nữa thì do nhà xuất bản hiện tại họ cũng đang ưu tiên cho những cái chủ đề, những quyển sách có chủ đề về Bác, bởi vì chuẩn bị cho ngày 2 tháng 9 sắp tới, cho nên là cái mục mà viết sách, cái mục in sách cho mình sẽ được xếp sau. Thì có thể là nếu dự kiến mà mình đã đủ kinh phí rồi thì tới ngày khoảng giữa tháng 9 á, thì cái số sách này nè sẽ được in. Thì cái thời gian in là 10 ngày và sau đó vận chuyển xuống đây nữa thì cũng có thể là cuối tháng sau thì mình sẽ có được cái số sách này theo dự kiến nha. Còn riêng về chương trình mà bệnh nhân ra phòng khám vào ngày thứ ba đó, ngày 27 tháng 8, thì như thầy đã hứa ở tháng rồi là khi in sách được các thầy sẽ tặng cho mỗi một bệnh nhân là một quyển sách. Nhưng mà do cái chương trình in sách này nó có gián đoạn một chút cho nên tháng này mình chưa có, nhưng các thầy sẽ cho mỗi bệnh nhân một miếng giấy để nhận sách, để dành tới khi mà mình về nhà rồi có cái giấy đó thì khi các thầy in sách xong các thầy sẽ gửi qua đường bưu điện sao cho quý bệnh nhân nào mà đã đăng ký đã được hoàn thành. Nói chung là qua hai cái chương trình này thì cũng nhẹ rồi, bữa giờ cũng bị áp lực nhiều, vừa chữa bệnh vừa lo về chuyên môn mà quay lại phải lo này. Nhưng mà khi dừng hai chương trình này để mình tập trung về cái chương trình mà khám chữa bệnh mỗi ngày, về gạo, thuốc và các cái chi phí trong phòng khám, tại vì phòng khám này hoạt động cũng dựa trên những cái nguồn kinh phí đó để mà mình có thể mình mua gạo cho bệnh nhân cũng như là về thuốc. Thì cái chương trình thuốc thì nó có như thế này, cũng báo cho quý bệnh nhân là mừng là ở đây các thầy có phòng sản xuất trà thảo dược đó, có nghĩa là mình có thể mình đem cái thuốc
khô, và trong đó thuốc tươi cũng được nữa. Thuốc tươi thì có cái lò sấy, sấy trong đó, rồi qua cái khâu cắt nhỏ, rồi nghiền, rồi đóng túi lọc. Những cái khâu này được thực hiện thì mình được cấp phép nha, mình được cấp phép sản xuất trà, cho nên là các thầy có thể sử dụng các cái nguồn dược liệu thì mang về đây có thể đóng gói tại chỗ. Thì những cái loại thảo dược mà mình đang uống là do các thầy đóng gói đó, sử dụng theo cái dây chuyền khép kín ở trong đó. Thì đợt vừa rồi đó, tháng cách đây khoảng tháng rưỡi, thì các thầy có kết hợp với bên chùa Tịnh Độ để nhận một số thuốc từ thiện. Cái số thuốc đó sử dụng cho mục đích là sản xuất ra cái nguồn thảo dược cho mình dùng. Bởi vì phòng khám thì có nhiều dạng bệnh ung thư khác nhau, mà nguồn thảo dược thì mình cũng phải đáp ứng được cho từng bệnh nhân, mỗi bệnh nhân có triệu chứng như thế nào thì mình sử dụng đúng cái loại thảo dược đó. Các thầy cũng đã kết hợp với bên chùa Tịnh Độ, thì chùa Tịnh Độ hoàn toàn cấp cái nguồn thuốc đó hoàn toàn miễn phí, không có tốn tiền. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cảm ơn ở chùa Tịnh Độ. Và đương nhiên là cái số thuốc đó thì làm giảm bớt cái áp lực của phòng khám xuống, nhưng mà các thầy vẫn phải mua nguồn nguyên liệu thêm từ bên ngoài, bởi vì có một số thuốc chính mà mình không có, bởi vì các thầy chưa có khai thác được cái nguồn thuốc ở dưới vườn thuốc. Vườn thuốc thì cũng phải một năm nữa thì những bệnh nhân sau mới được sử dụng, tại vì giờ mới trồng hồi tháng 4 thôi, nay có 4 tháng thôi, nhưng mà nó lên cũng rất là tốt. Thì hy vọng là trong thời gian sắp tới, khi mà kiểm tra cái nguồn dược liệu á, mà cái dược tính nó đạt chất lượng thì sẽ đưa vào sử dụng, nhưng mà chờ tới đó thì phải một năm, cho nên là các bệnh nhân ở đây sẽ không có sử dụng cái thuốc đó, nhưng mà sẽ là cái sự chuẩn bị cho cái chương trình về lâu về dài của phòng khám. Cho nên là các thầy cũng đang vừa buổi sáng là vừa khám bệnh ở đây, nhưng mà buổi chiều có một số thầy phải xuống vườn thuốc, hoặc là có anh nhân anh phụ dưới đó, cho nên là mình cũng yên tâm về cái phần thuốc đó mà mình phải mua thêm cái nguồn thảo dược từ bên ngoài. Cho nên là các thầy làm sao mà kết thúc sớm được hai cái chương trình này thì các thầy sẽ quay lại cái nguồn kinh phí để mình kêu gọi vấn đề gạo, thảo dược và các cái loại chi phí trong phòng khám. Thì nó vậy chứ cũng nhiều, cơm tới cơm lui, ví dụ như bình nước nè, bình nước thì lâu lâu cũng phải thay, rồi bông gòn, rồi tiền điện, rồi kim châm, những thứ đó thì các thầy phải làm sao đáp ứng được để phục vụ cho quý bệnh nhân. Nhưng mà không nói vậy là nói để cho quý bệnh nhân mình lo lắng nha. Các thầy sẽ tự tìm cách liên hệ với một số mạnh thường quân, cũng như là nhờ một số nhà hảo tâm giúp đỡ cho các thầy để cho quý bệnh nhân yên tâm. Cho nên là quý bệnh nhân không phải lo lắng về những vấn đề đó, và các thầy sẽ cố gắng làm sao để đảm bảo cái quá trình hỗ trợ điều trị của mình đạt được cái kết quả tốt nhất, mà mình không phải vướng mắc suy nghĩ về phòng khám có cái này hay thiếu cái kia. Mình cứ tập trung lo chữa bệnh thôi, tại vì ở đây các thầy sẽ làm nhiệm vụ đó. Còn quý bệnh nhân chỉ có một vấn đề duy nhất thôi, mình tới nơi này là để mình được hỗ trợ điều trị và phải đạt được kết quả thì mình trở về nhà. Tại vì ở gia đình mình cũng còn nhiều thành viên trong gia đình mình quan tâm lo lắng mình mỗi ngày, muốn theo dõi sức khỏe của mình nó tiến triển tới đâu, như thế nào, hôm nay ăn uống được không, có khỏe không. Thì cho nên là mình làm sao mà tới đây mình phải cố gắng hết sức, chỉ tập trung vấn đề lo bệnh thôi, còn những vấn đề kinh phí thì các thầy đã tìm cách lo cái chuyện đó. Cho nên thì làm sao mỗi ngày có những cái niềm vui mới, các thầy sẽ làm và chia sẻ lại với quý bệnh nhân để mình hiểu được cái chương trình trong phòng khám như thế nào. Đó là chương trình mà các thầy đang thực hiện trong thời gian vừa qua. Thì cũng chúc mừng cho quý bệnh nhân sắp sửa ra phòng khám ngày 27 tháng 8 sắp tới. Thì trong tháng này á, có thêm mỗi quý bệnh nhân mà được ra phòng khám có thêm gạo, có thêm được 10 kg gạo được tài trợ do cô Bạch Trúc Nguyễn. Thì nếu như mà theo dự kiến là chương trình này thực hiện đó, thì có thể những tháng sau các thầy sẽ kêu gọi
nguồn kinh phí cho cái hạng mục là mỗi bệnh nhân khi ra về khỏi phòng khám mà hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị sẽ nhận được một bịch gạo, gạo 10kg, gạo của phòng khám, gạo nước tím hang Campuchia. Thì là do cái nguồn cái giống này là cha đã ấn định, cha đã lựa chọn rất là nhiều giống gạo khác nhau để quyết định một giống gạo tốt nhất là giống gạo mà bệnh phòng khám đang sử dụng đó. Thì khi về nhà bệnh nhân sẽ nhận cái giống gạo đó, cái loại gạo đó là một bịch 10kg và thêm một món quà thứ hai nữa là một chai dầu, chai dầu nước xanh. Thì đương nhiên nó nhỏ thôi nhưng mà nó chứa đựng cái tấm lòng của người trao tặng, giống như một cái sự động viên tinh thần. Ngày trước thì giống như khi cha còn sống thì có thầy Phạm Xuân Dũng cũng đồng hành với cha, thì hỗ trợ cho mỗi bệnh nhân ra về được 1 triệu đồng. Nhưng do cái kinh phí nó cũng còn eo hẹp và khó khăn cho nên cái chương trình mà cho 1 triệu đồng có thể đã dừng lại, không có ủng hộ cho bệnh nhân 1 triệu nữa, thì tự mình lo cái kinh phí để mình về. Nhưng mà những cái gì mà các thầy có thể trao tặng được thì các thầy sẽ giúp. Bây giờ thì thầy sẽ vào chủ đề của ngày hôm nay. Thì đương nhiên cái chương trình thì nó cũng hơi dài, khoảng chừng 1 tiếng ngoài. Thì quý bệnh nhân nào có cảm thấy không có khỏe đó thì mình có thể vào phòng của các thầy để có giường đó, thì mình nằm mình nghỉ ngơi, rồi khi thầy hướng dẫn xong mình mới được nhận gạo nước thuốc nha. Tại vì trong khi thầy hướng dẫn á thì rất là dễ bị lo ra, cho nên là mình không có nhận gạo nước thuốc trong thời điểm này. Và sau khi mà hướng dẫn xong cũng không lâu đâu, tôi nghĩ 1 tiếng ngoài thì có thể ngồi được, thì mình ngồi chờ chút xíu. Mà quan trọng nhất là mình hiểu được cái phương pháp này như thế nào và cái góc nhìn của những chuyên gia, những vị mà làm trong lĩnh vực y khoa cũng như là khoa học đánh giá như thế nào về phương pháp của cha, để mình hiểu được cái chương trình này và mình về nhà mình áp dụng cái phương pháp của cha, mình biết cách mình ăn uống để mình giữ được cái sức khỏe cho mình. Đó là cái mục tiêu mà các thầy ở đây mong muốn. Kính thưa quý ông bà cô chú anh chị, trong hành trình đầy thử thách của bệnh nhân ung thư, có những cuộc gặp gỡ mang đến những kết quả bất ngờ và kỳ diệu. Một trong những câu chuyện như vậy là cuộc gặp gỡ giữa bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Dân và đội ngũ các thầy thuốc, nhân viên tại phòng khám cha từ Lữ Thương Châu Phong và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Vân, 54 tuổi, sống tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, đã phát hiện mình bị mắc ung thư vú di căn hạch nách. Khi bà Nguyễn Thị Thu Vân lần đầu tiên đặt chân đến phòng khám, mọi thứ đều mới mẻ và xa lạ, từ cảnh vật xung quanh nơi ở cho đến con người tại đây, tất cả đều tạo ra cảm giác lạ lẫm và có phần khiến cho bà lo lắng. Sự chuyển mình từ vùng đất quen thuộc đến một môi trường hoàn toàn mới, cộng thêm nỗi lo lắng về căn bệnh, đã khiến bà Nguyễn Thị Thu Vân cảm thấy những ngày đầu tiên ở phòng khám là một thử thách không nhỏ. Tuy nhiên, sự chân thành và tận tâm của đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám cha từ Lữ Thương Châu Phong và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã nhanh chóng xua tan những nỗi lo âu của bà Nguyễn Thị Thu Vân. Với sự chăm sóc chu đáo và sự quan tâm đặc biệt, các thầy thuốc và nhân viên y tế đã giúp cho bà Nguyễn Thị Thu Vân cảm thấy thoải mái hơn trong môi trường mới. Họ không chỉ là những người thầy thuốc mà còn trở thành những người bạn đồng hành cùng bà vượt qua những khó khăn trong hành trình hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Sau gần 3 tháng hỗ trợ điều trị ung thư tại phòng khám, sự khác biệt đã trở nên rõ ràng. Bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Vân dần quen với cuộc sống tại đây, từ việc làm quen đến các sinh hoạt hàng ngày cho đến việc hòa nhập với môi trường xung quanh. Sự hỗ trợ và tận tâm của các thầy thuốc và nhân viên đã mang lại hiệu quả tích cực đáng kể trong việc hỗ trợ điều trị căn bệnh ung thư của bà. Những triệu chứng bệnh tình giảm dần, tinh thần của bà Nguyễn Thị Thu Vân cũng trở nên lạc quan hơn. Cảm giác xa lạ và lo âu ngày nào đã dần dần được thay thế bằng những điều kỳ diệu và niềm hy vọng mới. Những ngày đầu tiên tưởng chừng như là một thử thách không thể vượt qua,
bây giờ đã trở thành những ký ức đẹp và đáng quý. Sự gặp gỡ giữa bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Vân và phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy đã hỗ trợ được ung thư miễn phí, chính là minh chứng cho sức mạnh của sự đồng hành và hỗ trợ tận tâm trong hành trình chiến đấu với căn bệnh tật ung thư quai A. Bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Vân và đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã cùng nhau tạo nên một câu chuyện cảm động về sự kết hợp tuyệt vời giữa y học và tình người. Và khi nhìn lại, bà Nguyễn Thị Thu Vân không chỉ thấy sự thay đổi tích cực về sức khỏe mà còn là những khoảnh khắc kỳ diệu và đáng nhớ trong cuộc đời mình. Xin trân trọng. Cô tên là Nguyễn Thị Thu Vân, đến từ Cần Thơ, quận Ninh Kiều. Cô đến đây là cô làm bệnh cao vú. Cô đã vô đây là khoảng còn 10 ngày nữa là 3 tháng. Thì vô tình thì hôm tối nằm ngủ cái tay để lên ngực, cái thấy có khối u nhỏ. Rồi cái đi đến bệnh viện, lên thẳng lên Sài Gòn luôn, bệnh viện ung bướu Sài Gòn. Thì bác sĩ làm đủ xét nghiệm hết, xét nghiệm máu rồi siêu âm, rồi chụp x-quang đầy đủ hết. Rồi sau đó thì bác sĩ cho thêm một cái xét nghiệm nữa là sinh thiết, thì là ra cao vú. Dạ, cao vú thì bác sĩ cũng chỉ định là phải mổ và điều trị. Nhưng mà cô không có điều trị, không có điều trị ở bệnh viện ung bướu, mà thì sau đó thì về nhà rồi sắp xếp xong là đi qua phòng khám của Cha Tường của mấy thầy ở Trà Vinh đến đây để điều trị. Điều trị này cũng được 2 tháng 20 ngày rồi. Thì thầy có cho đi xét nghiệm thì mọi chỉ số đều tốt hết. Tốt hết luôn. Giờ thầy cho ra viện rất là vui khi mà đã ra cái kết quả xét nghiệm như vậy. Thầy nói là tốt, mọi thứ tốt gì đó, kết quả tốt hết, thì được ra viện như vậy mừng lắm. Và cảm ơn thầy ở trong phòng khám này, cảm ơn Chúa, cảm ơn cha đã nghiên cứu gần 20 năm nay đã ra được cái phác đồ này là để cho các thầy để điều trị. Đến nay thì các thầy đi điều trị cho các bệnh nhân ung thư là được yên tâm. Chính bản thân mình khi mình phát hiện được cái bệnh của mình rồi là mình an tâm đi qua các bệnh viện ung bướu thì là biết là cái khối u là nghi ngờ rồi, thì mình đã nghĩ tới là phòng khám của Cha Tường rồi, là mình yên tâm là về mình ăn phát bồ này là sẽ tốt thôi, đến thầy thì chị là tốt thôi, chứ không có sợ gì nữa hết. Đến nay luôn thì cái kết quả nó tốt, thầy điều trị là tốt. Thái độ tinh thần của các thầy là nói chung là nó quá trời, là không biết, là không có cái niềm nào mà mình tả được. Nó rất là thầy chăm sóc và tận tình quan tâm từng bệnh nhân, nó là sao sát bệnh nhân, từng bệnh nhân cái bệnh như thế nào, mỗi ngày ăn ra sao, rồi ngủ ra sao, được mấy tiếng, rồi như thế nào đó thầy phải điều chỉnh lại mỗi ngày đó, làm cho bệnh nhân phải cái hạnh phúc trong lòng mình đó. Đến đây như một cái gia đình, như là một người cha người mẹ mà ở ở ở gia đình mà quan tâm đến cho con vậy đó, ăn uống hay giấc ngủ. Thì phác đồ thì giống như mấy thầy đã hướng dẫn và chỉ định, mình phải là ăn cháo đúng và uống thảo dược để cho đúng giờ đúng giấc thầy đưa ra, rồi sau đó là mình phải ăn kèm phụ rau củ quả tùy theo cái bệnh của mình. Bệnh gì mà thầy không cho ăn những cái rau củ quả nào đó, còn những bệnh nào thì có được phép mình ăn, rồi hạt, rồi nói chung là đủ các loại rau củ quả, nó tùy theo loại nào, như bệnh tiểu đường hay là bệnh gan hay bệnh gì đó thì có thể thầy loại ra những cái rau nào, cái củ nào mình không ăn được, còn bệnh nào ăn được hết thì thầy cho chỉ định ăn. Ăn thì nói chung là làm cho sức khỏe mình càng ngày càng nó tiến triển tốt hơn. Mình về thì vẫn giữ cái phác đồ từ trước giờ mình ở trong đây, mình thầy chỉ định là mình ăn thì theo như mình, theo như cô thì cô thấy là về ăn phải từ 2-3 tháng nữa, ăn cháo nano và uống thảo dược nữa, mình ăn theo đúng như phác đồ ở đây nữa chứ không có thay đổi.
theo như ý của cô là như vậy đó, ăn phải theo từ 2 tháng tới 3 tháng nữa. Truyền thông phòng khám cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.